Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú. Tôi là Thủy Tiên. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại máy chuyên dùng để đóng gói và hàn mép túi bảo quản cho các loại thực phẩm như thịt, rau củ, cá, tôm, nấm, chân giò muối. Đó chính là máy hút chân không Moder 3A110W. Máy hút chân không Moder 3A110W là loại máy hút chân không mini được chế tạo với một ống hút không khí và đường hàn dài 300mm để hàn mép túi. Máy được trang bị motor nén với công suất 110W nên chỉ từ sau 10 đến 15 giây là đã có thể hút sạch không khí ở trong túi. Đây là điều mà các thiết bị khác không dễ mà có được. Máy hút chân không Moder 3A110W được thiết kế với công nghệ đột phá mới nên hút được miệng túi của rất nhiều loại túi khác nhau. Các sản phẩm sau khi được đóng gói loại bỏ được quá trình oxy hóa, ngăn chặn côn trùng vi khuẩn xâm nhập vào, bảo vệ sự ổn định của màu sắc hương vị thực phẩm, giữ độ ẩm tự nhiên bảo quản gấp nhiều so với cách thông thường, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, an toàn sức khỏe tiện dụng cho gia đình và nhà hàng. Máy hút chân không mini 3A110W với thiết kế màu trắng rất sang trọng, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nên mỗi khi dùng xong bạn có thể vệ sinh máy một cách rất dễ dàng. Máy hút chân không nhãn hiệu 3A110W của công ty chúng tôi sẽ giúp cho đồ dùng của bạn được bảo quản tươi ngon hơn, an toàn vệ sinh thực phẩm hơn.
Để đặt mua máy, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0422 050505. Đồng hành cùng chúng tôi, nhất định bạn sẽ thành công. 3A, điểm tựa thành công.